Theo một nguồn tin thân cận với Bộ Tài chánh Pháp, thì các điều tra viên Pháp đã bố ráp trụ sở Google ở Paris hôm thứ Ba trong cuộc điều tra về thuế. Bản tin của hãng thông tấn Browster cho hay là các điều tra viên đã bất ngờ đến văn phòng Google vào lúc 5 giờ sáng và một cuộc bố ráp đã diễn ra tại văn phòng Google. Có khoảng 100 điều tra viên tham dự vào cuộc lục soát này. Một phát ngôn viên của Google chưa có phát biểu gì về việc này. Anh Pháp và một số quốc gia khác ở Âu châu từ lâu nay vẫn than phiền về cách mà Google, Yahoo và các công ty lớn khác thu lợi nhuận ở quốc gia họ nhưng lại chọn đặt văn phòng chính để khai thuế ở quốc gia khác nơi mức thuế thường thấp hơn. Chính phủ Pháp hiện đang đòi Google phải trả số tiền là 1.6 tỷ euro, tức là khoảng 1.8 tỷ đô la mà họ cho là công ty này thiếu sở thuế. Google hồi tháng 1 đã đồng ý trả 130 triệu bản Anh tiền thuế còn thiếu cho chính phủ Anh.